Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Hai đối tượng dùng súng và dao xông vào nhà dân khống chế cướp hàng trăm triệu. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, khoảng 2 giờ sáng ngày 16 tháng 1 năm 2022, anh NTB sinh năm 1983, trú tại phường Văn Quán, Hà Đông, đang nằm ngủ cùng vợ và bốn con tại lán công ty Thanh Hà, thuộc khu công nghệ cao Hòa Lạc, thôn 4, xã Hạ Bằng, Thạch Thất. Lúc này bất ngờ có hai đối tượng đạp cửa xông vào lán, một đối tượng cầm súng ngắn, đối tượng còn lại cầm dao khống chế, đe dọa anh B và gia đình. Sau đó, các đối tượng bắn một phát chỉ thiên và lấy của gia đình 200 triệu đồng. Các đối tượng còn yêu cầu trước 12 giờ trưa ngày 16 tháng 1 năm 2022, vợ chồng anh B phải nộp tiếp 5 tỷ cho bọn chúng rồi bỏ đi. Sau khi xảy ra vụ việc, anh B đã đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố trình báo. Xác định tính chất nghiêm trọng và manh động của vụ án, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã phối hợp với công an huyện Thạch Thất và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Trần Văn Hào sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh và Phan Ngọc Trâm sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú Chi Lăng, Lạc Sơn. Tang vật thu giữ gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi, 48 viên đạn, loại đạn cao su, một dao nhọn, 69 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 3 đôi găng tay. Căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai của các đối tượng, cơ quan chức năng xác định nội dung vụ án cụ thể. Khoảng tháng 7 năm 2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Phan Ngọc Trâm quen biết Trần Văn Hào, cả hai cùng bàn bạc cùng chuẩn bị hung khí đi cướp tài sản. Hào lên mạng xã hội mua một khẩu súng bắn đạn bi với giá 32 triệu đồng và chuẩn bị một xe máy, một áo và một mũ bảo hiểm Grab, ba đôi găng tay dài bằng vải, băng dính để làm công cụ phương tiện đi cướp tài sản. Cuối tháng 10 năm 2021, Trâm xuống Hà Nội gặp Hào, bàn bạc việc đi cướp tài sản. Quá trình này, Hào phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Hường của chị HTH sinh năm 1988, chỗ ở Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Nội, đang bán hàng online, có đưa nhiều hình ảnh tiền mặt nên đã chọn làm mục tiêu gây án. Sau một thời gian theo dõi, Hào và Trâm phát hiện địa chỉ của chị H thường xuyên phát livestream tại công ty cổ phần Thanh Hà, khu công nghệ cao Hòa Lạc. Khoảng 19 giờ ngày 15 tháng 1 năm 2022, Trâm, Hào đến khu công nghệ cao Hòa Lạc. Khi đến nơi, thấy có đông người đang chơi ở sân nên hai đối tượng ngồi chờ bên ngoài đợi thời cơ. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 16 tháng 1 năm 2022, thấy gia đình chị Hát đi ngủ, Hào và Trâm đột nhập vào phòng bảo vệ công ty. Hào rút súng khống chế, trói anh NVC, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, là bảo vệ công ty cổ phần Thanh Hà. Sau đó Trâm đạp cửa, cả hai xông vào phòng ngủ của vợ chồng anh Hát. Hào cầm súng, Trâm cầm dao đe dọa khống chế vợ chồng chị Hát, yêu cầu đưa tiền. Thấy vợ chồng chị Hát hét lên, Hào bắn một phát súng lên trần nhà để uy hiếp, đồng thời yêu cầu đưa cho hai đối tượng 100 tỷ. Nhưng vợ chồng anh Hát không có đầy đủ và xin đưa trước một khoản tiền mặt. Đến sáng ngày hôm sau, sẽ chuyển cho Hào từ 3 đến 5 tỷ đồng vào tài khoản. Chị Hát lấy trong túi xách ra, cọc tiền khoảng 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, hai đối tượng dùng băng dính quấn trói vợ chồng chị Hát vào ghế, đồng thời đe dọa và yêu cầu chồng chị Hát chuyển 5 tỷ đồng vào tài khoản của Hào trước 12 giờ ngày 16 tháng 1 năm 2022, nếu không sẽ giết chết cả nhà. Sau đó hai đối tượng bỏ trốn. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an bắt giữ Hào và Trâm khi hai đối tượng này đang lẩn trốn tại địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng để sớm kết luận điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.